Ngày 23 tháng 2 tại thành phố Uông Bí, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực giới, công tác hòa giải ở cơ sở. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thúy, trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố. Tham gia hội nghị có gần 300 đại biểu là hòa giải viên cơ sở, cộng tác viên xã hội, chi ủy, ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên cấp tỉnh của phòng chuyên môn Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh giới thiệu các quy định của pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực giới ở Việt Nam, giới thiệu một số nội dung của luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Quá trình tuyên truyền, báo cáo viên cũng hướng dẫn các đại biểu một số nội dung cơ bản của nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, các bước hòa giải cũng như vận dụng các quy định của pháp luật trong công tác hòa giải ở cơ sở, kỹ năng phòng ngừa ứng phó với bạo lực giới, đặc biệt đối với những vụ việc liên quan đến bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, để các nội dung tuyên truyền được sát với thực tiễn tại địa phương, báo cáo viên đã phân tích, làm rõ một số ví dụ về các vụ việc đã xảy ra trong thực tế, để các đại biểu không chỉ nắm chắc các quy định của luật và còn có thể áp dụng nhuần nhuyễn tại cơ sở. Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và khả năng vận dụng kỹ năng ứng phó với bạo lực giới cho đội ngũ cộng tác viên xã hội, hòa giải viên ở cơ sở, từ đó nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần thiết thực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.